Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Tâm Vlog. Hôm nay thì mình sẽ tóm tắt nhanh cuộc đời của một con chim ngói. Như các bạn đã thấy thì hôm nay đây là những con ngói đã trưởng thành, có thể tự mình bay đi. Và đây là lúc nó ghép đôi. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đấy, nó ghép đôi đấy. Thế là xong. Và mình bỏ qua giai đoạn ấp thì đây là cái đoạn giai đoạn mà nó chăm con của nó, thì nó cũng giống như con chim bồ câu, không có gì khác cả. Con chim bồ câu, con chim cú gáy cũng giống như nhau, nó cùng họ. Đấy, đây là nó đang chăm con, đây con đực đang đứng ở bên trên đây. Đấy, con trống ấy trèo ăn lưng. Ở đây thì nó đang cho con ăn, nó sẽ ăn ở miệng. Và đây là con ngói, chim ngói phát triển lúc ra ràng ấy, giống như con bồ câu ấy. Và đến lúc lớn thì chúng lại tự bay đi và theo bầy đàn và ghép đôi. Như các bạn đang nhìn thấy là ở trên màn ảnh, con chim ngói đang trưởng thành. Khi nó trưởng thành thì nó sẽ bay đi tự ghép đôi và kiếm ăn. Thì khi bay đi kiếm ăn thì nó sẽ di cư đi khắp nơi vòng quanh khu vực châu Á, từ Hồng Kông rồi là Thái Lan rồi là Việt Nam, Lào và Ấn Độ. Thì đa số nó bay qua Việt Nam mình thì anh em mình rõ nhất, đây là làm những con chim mồi. Đây, con chim này là con chim tung, dùng để tung. Và con chim này là con chim các bạn đang nhìn thấy là dùng để vỉ mồi. Đấy, con chim mồi tung xong rồi bắt đầu gọi đàn xuống gần đến nơi chim nhìn thấy được, bạn vỉ xuống bàn. Chim xuống đây, như các bạn đang theo dõi mình sẽ mô tả cho các bạn hiểu rõ nhất. Vỉ xuống cái bàn thì bắt đầu là chim nó, nếu mà nó xuống hết thì bạn sẽ dùng lưới để úp. Đây, các bạn nhìn đây. Đấy, chim xuống úp. Ok, đấy mình tóm tắt nhanh cuộc đời và sự phát triển của con chim ngói. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, đăng ký và chia sẻ clip của mình thật nhiều nhá. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi.